Sáng ngày 29 tháng 12, sau hơn 3 giờ xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung, nguyên là thượng úy, sĩ quan cảnh sát giao thông công an tỉnh Vĩnh Phúc, mức án 20 năm tù về tội bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, tòa không buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm do bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ hậu quả. Diễn biến tại phòng xét xử cho thấy, bị cáo Trung khai do đầu tư tiền ảo nên lâm cảnh vay nợ số tiền hơn 6 tỷ đồng. Khi bị thúc ép, bị cáo nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo lời khai của Trung, chiều ngày 13 tháng 8, anh ta xuống Hà Nội đi lòng vòng nhiều nơi, xác định địa điểm ở quận Long Biên để thực hiện hành vi trộm cắp, vì nghĩ đây là khu đô thị lớn, nhiều nhà có điều kiện. Song kế hoạch không thành, bị cáo lái xe về nhà. Hôm sau, Trung tiếp tục quay lại Hà Nội và nảy sinh ý đồ bắt cóc trẻ em nhằm mục đích đòi tiền chuộc. Để thực hiện hành vi, bị cáo ra chợ tại quận Long Biên để mua găng tay, dây thun. Chiều cùng ngày, khi quay trở lại khu đô thị Việt Hưng, Trung gặp bé trai Nguyễn Hoàng B, 7 tuổi, đang đạp xe tại tuyến đường nội khu, nên xác định đây là con mồi. Bị cáo mở cửa ô tô, hỏi cháu B nhà anh Tuấn ở đâu, để đánh lạc hướng. Khi cháu B dừng xe, bị cáo kéo cháu bé lên xe, Trung khai. Bị cáo cho biết, sau khi khống chế cháu bé đưa lên xe, Trung hỏi về hoàn cảnh kinh tế gia đình và số điện thoại của người thân thì cháu B đọc số điện thoại của mẹ. Liên hệ với chị H, mẹ cháu B, Trung thông báo cháu đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng. Đồng thời Trung dặn chị H không được báo công an, nếu không sẽ không được gặp lại con. Quá trình xét hỏi, hội đồng xét xử nhắc lại lời khai của Trung tại cơ quan điều tra khi trên ô tô đã đe dọa cháu B, nếu không ngoan chú cho ăn đạn. Tuy nhiên, bị cáo phủ nhận lời khai này, cho rằng chỉ đưa khẩu súng lên rồi hỏi cháu B có biết đây là cái gì không, nếu không ngoan thì không được về với gia đình. Trung tiếp tục khai, trên đường chờ chị H chuẩn bị tiền, Trung điều khiển ô tô di chuyển đi nhiều nơi như huyện Sóc Sơn, đường đi Long Biên để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Sau đó bị cáo hướng dẫn chị H đi đến cầu Thanh Trì và xuống khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam để giao tiền, nhận con. Xuống đến Hà Nam, chị H liên tục yêu cầu phải gặp được cháu B mới chuyển tiền. Khi dừng lại ở khu công nghiệp Đồng Văn, chị H để túi tiền cách ô tô của Trung khoảng 20-30 mét. Sau đó Trung tiến lại lấy túi tiền và thả cháu B. Khi cầm túi tiền, bị cáo không mở ra xem mà cầm thẳng lên ô tô và bỏ trốn. Khi di chuyển được vài trăm mét, bị cáo bị cảnh sát chặn bắt. Trong lúc bước xuống xe, khẩu súng của bị cáo rơi xuống đất phát nổ khiến một cảnh sát bị thương, Trung nói.